Xin chào tất cả bà con đã quay trở lại với kênh Nông nghiệp Xanh. Thì hôm nay hiện tại thì Minh Khoa đang ở khu vực Tân An, phường 4 đúng không cô Vân? Phường 4 Tân An. Đây là một cái vườn bưởi da xanh thì đã theo quy trình của Nông nghiệp Xanh cũng được hai cây lá rồi. Cũng trải qua cái quy trình cắt cành tạo tán. Nhưng mà vườn này thì mùa nắng là nó bị thiếu nước đúng không cô Vân? Dạ, mùa nắng thiếu nước cho nên là quá trình làm cơi của mình lá nó bị nhỏ, nó không đâm cơi được. Nhưng mà bữa nay cô thấy vườn mình thấy có thay đổi gì không cô? Vườn hả, nay nó xanh, lá bự, cành nhọn hơn nhiều. Nhỏ theo quy trình đây là ba quy trình rồi. Dạ, ba cây lá rồi ha. Ba cây lá rồi đó. Dạ. Rồi bây giờ cây là có cái lượng cành nhện là cũng khá là nhiều rồi nè cô. Đây những cành nhện này là những cành nhện mập công nè. Đó. Em mà cô thấy cái thằng vô số 9 đó, bám vô thấy cây nó bung liền, nó là nó phát liền, thấy ngon ghê, ok ghê luôn á. Dạ. Đập thêm vô nó tí. Dạ. Bón vô thấy cây nó xanh mà lá nó dày đúng không cô? Đúng rồi. Dạ. Thấy tốt ghê luôn á. Dạ. Tính kiếm nó làm tí, đập tí. À, mấy cây bữa trước cắt cành ở trên này bung cơi cũng rất là tốt nè. À, đây. Vườn này thì căn bản là lúc mà bắt đầu bước vô làm á, thì vườn cô Vân là vườn không phải là vườn nó bị bệnh hay là bị xấu, cây thì rất là đẹp. Lúc bước vào làm đa số là cây đều ok hết, nhưng mà bởi vì vấn đề lúc đó là cây mình nó vừa cao cô ha, nó đi vừa cao hết, nó không có cành nhện, thành ra là mới hướng dẫn cho cô là theo quy trình để mà cắt cành tạo tán. Thì cắt cành tạo tán là như thế này đây, cắt ở những cái vị trí cành nó vượt rồi nó sẽ tạo ra những cành nhện, là những cái cành vượt, cành thân nó đi lên để tạo được nhiều cành nhện như thế này. Này gọi là quy trình mà cắt cành để mà tạo tán. Nhưng mà khổ cái là cái quy trình đầu tiên thì bước vào là gia đình cao điểm mùa nắng hạn ở đây. Thì năm vừa rồi ở khu vực miền Tây ở đây thì nó bị thiếu nước và bị nhiễm mặn, cho đến lúc đó là vô dinh dưỡng xong rồi bắt đầu không có nước tưới, là rễ rồi nó đâu có ra được và nó bị hư luôn. Và thành ra là mình mất đi một cái cây lá, cái lần cắt lần đầu rất là tiếc. Thì phải thêm hai cây lá nữa thì bây giờ vườn tược nó bắt đầu nó mới cảm thấy là cây mình nó mới bung trở lại cô ha. Chứ hai cây trước nó cũng yếu yếu, bây giờ thì lá cành đồ các thứ to. Đẹp. Yeah. Mấy đợt này mình xài tinh dầu là vẫn ok đúng không cô? Mấy lần không có tinh dầu á, rậu ghê luôn á. Yeah. Mua ba cái thuốc sâu về nó xịt nó vừa hôi mà vừa mệt á, vô tinh dầu xịt nó khỏe mà nhìn cây lá nó đẹp ghê luôn. Dạ. Yeah. Xài thuốc học thì nó hô cái có là mừng thấy ghê. Trời ơi có tinh dầu rồi. Dạ. Yeah. Rất là cái đó rất là đáng mừng, bởi vì đối với cây tơ như thế này á thì cái mật độ sâu bệnh của cây mình á nó còn ít. Nó chỉ chủ yếu là sâu vẽ bùa, nhện đỏ, một số loại chích thuốc nhỏ và ghẻ loét thôi. Đó là một số ít bệnh mà khi gặp cây tơ thì hầu như những cái bệnh đó tinh dầu nó đang giải quyết một cách là nó ổn thỏa. Và hầu như là đa số các vườn là vườn tơ là đều xài ổn hết. Chỉ khi nào cây mình đã bước vào giai đoạn kinh doanh thì lúc đó mình mới buộc phải là chấp nhận là phải sử dụng xen kẽ thêm một số thuốc hóa học để mà bảo vệ bông, bảo vệ trái. Thì cái đó sau này thì làm. Và nói chung là mình càng ngày mình sẽ càng nâng cấp và tìm kiếm những cái dòng sản phẩm mới về dạng sinh học. Có thể là ngoài tinh dầu ra, sau này còn thể là những cái loại nấm, những cái loại men, hoặc là những cái loại hoạt chất gì đó mà an toàn nhất, nó tốt nhất cho cái người nông dân mình làm. Bởi vì mình làm ra một cái nông sản sạch và mình sẽ giữ được cái sức khỏe của mình để mà mình hưởng thụ được cái thành quả lao động của mình sau này. Thì đó là cái định hướng mà lúc nào Khoa cũng hướng đến. Khi mà làm thì chắc chắn sau này sẽ còn nhiều cái sản phẩm nữa, chứ không riêng gì về tinh dầu, để mà cho bà con mình đỡ với cực khổ. Đây mấy cây này là lúc cắt nó vượt rất là cao. Bây giờ thì sau khi cắt xong thì ở trong là bắt đầu nó có cành nhện này. Đó. Thì có thể là vườn này chăm sóc từ giờ có thể lấy thêm từ 1 đến 2 cây lá nữa. Thì bắt đầu vào thời điểm là khoảng tháng 3 đến tháng 4 của năm sau thì con sẽ làm bông cho vườn này. Thì đối với vườn này thì vì là cái cây của mình nó vừa phải thì mình cũng lấy trái vừa phải thôi, 15-20 trái tùy vào lịch của cây. Sau đó thì mình vừa chăm sóc, vừa tiếp tục là vừa chăm cơi rồi vừa chăm trái, để mình làm có cái trái thì mình có cái động lực mình làm hơn. Nó vui, đó là cái kết quả về mặt kinh tế mà mình làm được. Thì mà mình lấy cho cái trăm cây hoài miết không có trái thì nó không buồn. Nhưng mà cây mình thì lấy trái được rồi, sau này lấy nhiều thì ông nói, chứ mà 10 15 trái rồi thì mình chăm lấy được. Thôi 10 15 trái là thấy cũng mừng. Dạ.
Vậy chứ nó cũng có tiền lắm chứ bộ, nếu như Trời là 10 ơi, trái là nó cũng được mấy chục ký một cây chứ đâu ít, mười mấy trái là cũng hai ba mấy trăm hai cây gì đã khổ. là nhân lên mà mình làm trái đẹp trái tốt là tính ra là cũng có giá trị kinh tế tốt. Ở đây thì cái bưởi thì nó cái giá trị của nó cũng cũng bền vững, nói chung giá cả thì nó cũng ổn định hơn so với các loại cây trồng khác, bởi vì bưởi thì nó có nhiều cái tác dụng về mặt sức khỏe cũng như là những cái mặt khác. Ở đây là mình xài rồi, bây giờ là mình có còn thắc mắc về kỹ thuật hay là cần cái gì hỗ trợ thêm không cô? Lâu lâu tính nhờ có gì cô chụp lên thôi chứ Dạ, nói cũng chung là không tạm thời là thấy nó thấy, vẫn vẫn ổn đúng không? thấy nó không gì Dạ. hết. Thì Cô có gì cô chụp hình qua Zalo cô báo con coi, con góp ý cho dạ, đợt tới thì mình làm cây tiếp theo á, thì một số cái mà lúc mình cắt của đợt trước á nó không có bung được bởi vì nó thiếu nước á cô. Thì đợt này mình sẽ cắt lại cho nó ha. Ví dụ như những cái cây những ở cây trên dở này cao là cô đó. cắt Dạ. không? Dạ. Rồi ví dụ như là cây này đi, ngày xưa mình cắt cái lúc đó vì nó Không có không có nước nước, không nó không cô? bung được. Giờ Bây giờ cắt nó lại bung ở không? mỗi cành vượt này thì mình sẽ cắt xuống một khúc cho con ha. Cô cắt xuống đây cho con. Chắc chắn thì cỡ sau nó sẽ bung ở đây 4 5 6 cành đảm bảo nó sẽ bung, bởi vì lúc đó này nó bị trơ từ cái lúc mình cắt đó. Nó thiếu nước, rễ nó không bung được, nó không ra được. Thì cành này nó bị đứng lại và đợt này vô dinh dưỡng thì nó bung ra được mỗi cành này à. Bởi vì nó không có mình không có cắt nên nó không có cái tạo cái lực để mà nó bung. Thì đợt này mình cắt xuống cho con đây một khúc đây cô ha. Để đợt tới cái này thì lá này khoảng một tháng nữa thì lá này nó mới già. Thì lúc đó mình bắt đầu mình làm cơi lại, mình cắt cái này này. À, hoặc là những cái này mình cũng sẽ cắt lại này. Đây ví dụ như cái này nó ra có một cành nhện như thế này mà ở trên này nó bung không có nhiều á, cái này là mình sẽ trồng được nó bị chín mất cái đợt rồi. Thì có thể là mình cắt xuống đây để nó bung thịt nhiều cành hơn. Cắt xuống À, mảnh khúc hả dạ, cô hả? xuống khúc thì mình vẫn Sao tính theo hàng nguyên tắc, canh canh được cái nguyên mắt tắc cũng lên theo cái cái mắt mắt của không? mình khoảng độ 20 25 cm là hơn một găng tay này mình cắt, ví dụ ở đây mình cắt à, nó sẽ bung rất là đẹp bởi vì cây bây giờ mình nó phục hồi và nó có lực rồi, thì những lần sau mình cắt nó sẽ bung rất là mạnh à, chứ bởi vì nó trải qua hạn mặn là nó phục hồi cây là mình mất thời gian, bây giờ nó cây nó hồi nó khỏe rồi là mình làm cơi đẹp lại thôi à. Đây cái vấn đề này Mấy cái cây này à, mình cứ từ từ bỏ để không? rồi để con nói cho cô Cô nghe đường về mấy tiếp cô chưa bỏ đúng cái không? dưới này ha. Bây giờ thứ nhất là ví dụ như những cái cành này là những cành vượt ở trong thân nhưng mà cái thân mình nó còn trống nè thì nó già mình sẽ bấm ngang để mình tạo thêm cành nhện nha cô à. Còn lại những cái cành này là những cành mình có thể lấy trái nè, đây 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 là mình có thể mình lấy trái nha. Rồi ví dụ như đây ở đây ngày Như xưa bưởi này này nó vừa nó có à, nhẹ trẻ nhắn nhỏ ra nè này ở cái dưới này gốc không? ngày xưa là cành vượt cô thấy không, ngày xưa nó cành vượt này mình cắt một cái nó ra được một cành nhện, hai cành nhện, ba cành nhện đấy ha. Cành này cành mai mốt già mình lấy trái được nè, lấy trái trong gốc dưới này thôi, miễn sao trái mình không đụng đất là được Bởi vậy à. cô đương thắc mắc người ta nói cái mấy cái này nè bỏ đi để Yeah. chi, cái nó chỉa ra nó tự nhiên nó mọc dưới gốc ra Yeah. là cái mình nên để không, để luôn phải không? Để bình thường bởi vì cái Để cây bình này thường bình hả? thường nó lên mình Ờ lên nó không đi đi mình bấm cho nó tạo cành nhện, chỉ có sát đất quá thôi nha cô. Nè như vậy là vẫn để nè phải không? Dạ mình để lên cao mình bấm nó lại bung ra cành nhện thôi. Ờ có không biết thì chặt Dạ. mấy nhánh nó Bởi vì không cái có để gốc mình gì bây hết. giờ nó cơi lên cao rồi. Chỉ có cái cành nào á mà nó cách nó sát đất, có nghĩa là mình nhìn nó mà nếu như nó mang trái mà nó sẽ kéo xà đụng xuống đất là mình bỏ. Bởi vì trái đụng đất thì không được. Nó bị hư cái trái, còn nếu ở mức độ ở trên cao thì mình để bình thường, sau này mình lấy trái được là mình lấy chứ không gì hết đó. Những cành nhện này, những nhện nhện mập rất là khỏe nè, sang năm thì mình lấy Cái trái rất là mấy tốt. cái nhánh đó vẫn để bình thường Dạ thì hôm không nay có thắt. dạ hôm nay thì qua đến thăm lại vườn của cô Vân ở ở Tân An, thành thành phố ở thành phố Tân An của tỉnh Long An để mà quay lại cho một cái vườn bưởi da xanh. Thì theo quy trình của khoa cũng được một thời gian ba cây lá rồi, thì cũng trải qua những giai đoạn là nó bị suy do là vì cái yếu tố là thời tiết mình không có đảm bảo được nước tưới, nên bây giờ cây đã phục hồi và cành lá rồi nó cũng khá là tốt và cũng lắng nghe những cái phản hồi cũng khá là tích cực từ cô Vân chủ vườn, thì đó cũng là một cái niềm động lực cho anh em kỹ thuật khi mà đi đi làm vườn. Thì sau này nếu như bà con ở khu vực Tân An hoặc là các huyện của tỉnh Long An này hoặc là các tỉnh miền Tây ở đâu ở trên đất nước Việt Nam mình mà nếu như cần sự hỗ trợ thì cứ liên hệ số điện thoại kỹ thuật ở trên màn hình 0988 668 991
để mà sẽ gặp trực tiếp Minh Khoa để mà Khoa sẽ tư vấn cho bà con chăm sóc cây bưởi da xanh của mình một cách tốt nhất và hiệu quả tiết kiệm. Thì xin chào bà con và hẹn gặp lại bà con trong những cái video sau.